Dạ, em Nga xin chào tất cả các ông bà, cô chú ạ. Dạ, bây giờ em Nga hiện tại đang ở quán cắt tóc cả nhà ơi. Một quán cắt tóc của chú em. Bao nhiêu lần cứ bảo chị Nga ra đây em cắt tóc cho, nhưng mà em không thích cắt ngắn lắm. À, đợt này nó hơi dài, em mới đi cắt ngắn bớt đi. Em cũng ra đây làm mấy lần rồi đây, em nó nhuộm cho rồi cắt cho. Từ bữa hôm Tết ạ. Chứ từ hôm Tết đến nay nữa là không ra. Mà ra hơi sớm ạ, tại vì nay bé Thảo đi học rồi ra đây luôn. Thế là em chưa kịp ăn sáng, đang rủ chị để ăn sáng kìa. Mà đang làm động tác gì trong nhà, bà chị chờ em một tí đã. Quán cắt tóc của em nó mở lâu rồi, làm rất là đông khách, 1, 2, 3, 4 ghế, đủ con loại luôn. Chủ yếu là cắt tóc nam, chứ còn tóc nữ thì ít thôi. Nhưng mà em đã làm được hết. Dạ, ông chủ tiệm cắt tóc. Trẻ lắm đây, nhưng mà em chưa có vợ đâu. Ai có nhu cầu thì liên hệ với em Nga nhé. Để em Nga cho địa chỉ, số điện thoại mà tư vấn với anh ấy. Đấy ra chưa, hiệu cắt tóc của em ở gần đèn xanh đèn đỏ huyện Kiến Thụy. Ai mà có nhu cầu thì cứ đến đèn xanh đèn đỏ cách đấy khoảng 100m là tìm thấy cửa hàng cắt tóc của em. Bây giờ em đang rủ chị em đi ăn sáng. Em chưa ăn, thế là hỏi chị ơi chị đã ăn chưa, bảo chị sáng dậy chẳng muốn ăn. Thế là thế hai chị em mình đi ăn. Ở ngoài này tiền cái là sang đường cái là quán ăn nhiều. Ừ, rồi ok, cảm ơn em. Ra đây phở bò em. Ờ. Chà, bún bò rồi, ok. Nên hai chị em đổi món ăn bún bò. Mà hôm ở nhà cứ ăn bún, chị tại vì chị không thích ăn thịt lợn mấy á, nên là cứ ăn bún cua với bún chả nan nốt nó mua suốt. Cả nhà ăn sáng với hai chị em nhá. Chẳng mấy khi chị em gặp nhau được đi ăn sáng. Rồi, xin xin. Cái này có thể cho cái nước tỏi này vào. Nước tỏi hả? Ừ. Chị phải ăn chanh, ăn tương nhiều nước á. Vâng. Em ăn tương không? Có một tí chứ. Có. Cho chị vào tí vào đây luôn. Thế thôi không ăn nó hăng. Ở đây hôm nào không được đi ăn sáng à? Ở trong quê chị không có cái phong tục đi ăn sáng mấy đâu. Sáng dậy toàn ăn cơm hay là ăn mì tôm gì thôi. Đây em muốn ăn nhà nhưng mà không có thời gian. Ờ. Nấu xong còn phải rửa bát nữa chứ. Đấy. Sáng dậy dọn dẹp các thứ nào. Đồ đạc cả. Tôi được 3 cháu luôn rồi. Đấy, cặp này lần nữa mà đã 3 cháu rồi nhỉ. Này thêm lần nữa đây thành thêm 4 nữa đây thôi hay nhỉ. Một cháu lớn ở nhà nữa. Thôi hai chị em em ăn sáng đây. Ăn đi em. Để ăn. Từ hôm ở bên Bắc Hà đấy có về muộn không? Hôm đấy là 11 giờ về. 11 giờ? Vâng. Ngồi uống rượu khi đấy 11 giờ á? Không phải ngồi... Thôi chơi nữa thì... Ngồi chơi bài đấy. À. Thế là vẫn có tiết mục đánh đấy à? Vâng. Mấy bác cháu à? Mấy bác cháu. Ừ. Mấy anh Hàn Quốc đi luôn hay là ngồi chơi bọn em hôm đấy? Chắc là đi luôn.
À. Sáng hôm sau về sớm. Ừ đúng rồi. Sáu giờ về sớm. Chị ở nhà lúc nào mà cần bận thì điện chị ra chị hỗ trợ cho. Chị em Thảo đi học chị nhanh lắm. Làm việc ở nhà với mẹ cơm nước cho bà thế. Còn nhà hai chị em ăn nóng tí là xong. Nóng quá ăn vội ăn vàng. Có quạt thôi mà ăn phở chẳng ăn thua gì cả. Em nó vất vả lắm, cả cắt tóc cả kinh doanh. Thế nên là lúc nào cũng bận ăn sáng mà ít này cái điện thoại. Anh nhà ơi, đây là cửa hiệu cắt tóc của em Nam Thành. Nam Thành nên này có đào tạo học viện chuyên nghiệp đây. Địa chỉ 125 Cầu Đen, Kiến Thụy, Hải Phòng. Hai chị em đi ăn sáng về thế nào vừa vặn có khách. Thế nào bảo ưu tiên khách trước. Chị Nga nhường cho em với là không được gì. Chị thông thản chờ em cũng được mà. Có mấy khách ngồi chờ đây, có khách gội đầu trong kia nữa. Ôi trời. Tóc dài quá Thành ạ nhỉ. À em ơi, có thời gian thì nhuộm với chị nhá. Thấy nó đen. Nhuộm luôn với chị nên nuốt ra. Ừ, chấm chân. Chị Nam ở nhà cách đây mấy tháng rồi. Cứ cắt làm sao đủ buộc được là được em ạ. Ngắn quá là buộc nó rơi, dài quá này nó cứ chọc vào gáy nóng lắm. Chị bảo đuổi chị ra, mẹ chị ra ngay. Không dám thật. Mẹ phải nhộn một chút chân nữa đi. Chân đen hết rồi. Cái chỗ này thì được, chân này đen lắm. Em là chỉ nhuộm chân hay là nhuộm cả đầu hả Thanh? Dạ. Nhuộm chân hay nhuộm cả đầu? Ờ, phần tóc này vẫn được màu phải không? Ừ, thì nhuộm chân đi. Tóc dài bộn thốm này cắt ngắn đi. Có chú em, con ông chú ở đây này. Em cũng đang học làm tóc ở đây. Gần một năm nữa, sắp thành nghề rồi. Mỗi lần chỉ đi nhuộm tóc về là cái bị đau đầu, tại cái mùi này. Thế. Ừ, thôi không cần đâu. Đau đầu về làm viên thuốc cám vào. Cái mùi này nó hơi mà chị không chỉ như kỳ nữa đấy. Nên là chị lười đi nhuộm lắm. Năm thì nhuộm lần hai lần thế này. Bao giờ nó đen xì hết ra không chịu đi nhuộm lại lần khác. Vợ Đức, ơ vợ Đức chưa đủ 18. Chưa đủ 18. Ừ. Đúng rồi, năm 20 thì phải cái hương thì ngoài 20 rồi. Cái hương thì bằng tuổi hoa thôi. Ôi trời. Thôi. Nói thế anh Quý anh nghe được về anh mắng cho này. Quay lại đấy chưa? Trời ạ. Chết em. Ừ, vì anh đánh cho Hoàng Trần. Phải kéo nữa hả em? Kéo qua anh tí sửa lại. À. Nắm cùng đoạn đi. Sắp xong rồi. À. Hôm nay cho bác ở nhà nấu cơm. Bác với bác Ngân. Bác Ngân buổi trưa nào này đến đi ăn cơm ý. Bác nấu. Đủ buộc là được chứ. Vậy thôi. Thế là ok. Dài quá không khó. Buộc nó cứ chọc vào gáy thêm ạ. À.
nóng. Bây giờ chỉ cắt một rau vừa buộc được này. Anh ơi chị về nhá. À, này, xong rồi. Lúc 11:20. Vừa buổi luôn, nay bé Thảo đi học rồi đi đến giờ luôn. Hả? Chúc em chị Hán đi đâu? Đấy. À. Chị Hán đi hả? Chị về đây. Vừa đến bữa ăn cơm trưa luôn. Cả nhà ơi, về không kịp nấu cơm. Ở nhà sáng em không đi chợ, thế là sợ không mua được thức ăn á. Bây giờ vào mua đồ ăn chín. Em lại kho cá chấm nhỉ. Chị hay mua ngoài kia cá thu. Cá chấm nó đắt chị ạ. Nên là ít người ta ăn kho cá chấm. Nhưng cá chấm nó ngon. Ngon nhưng mà nó thì nó đắt mới đắt. Đấy, thế thì ngon nó mới đắt. Nên là người ta chỉ kho cá thu thôi. Mẹ ơi. Ngân ăn cơm ở nhà. Ngân ăn cơm ở nhà. Thế con mua cá kho đây này. Đã ăn cơm rồi. Mẹ ăn cơm rồi á? Vừa đơm ra ăn rồi. À vâng, thế được. Hôm nay em về hơi muộn, thế là bà ăn cơm trước. Thế con mua cá kho về mẹ ăn mấy gì về? Thịt đâu, thịt đâu. À mẹ kho thịt à? Lúc sáng em đi em lại không bỏ thịt ra. Thế nên cứ tưởng là bà không bỏ thịt xuống. Thế là bà này bỏ thịt xuống kho rồi đây này. Thế bây giờ mua cá về này thừa, tôi để chiều ăn cũng được, không việc gì. Bà ngoài ăn rồi, giờ còn mỗi mình em mới bát ăn cho nó xong. Dạ em mời mọi người ăn cơm em nhé.